Chào mừng các em đã đến kênh học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung thứ hai, các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Ở tiết trước, chúng ta đã đến với phần 1 La Mã, đó là tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Bà Triệu. Cô đã giảng cho các bạn hai nội dung lớn như sau. Thứ nhất, chúng ta đã được tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40. Chúng ta tìm hiểu nội dung thứ hai, đó là Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm 42. Sau khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 giành được thắng lợi, Trưng Trắc đã xưng vương và bà đã xây dựng một nhà nước độc lập sau khi cuộc khởi nghĩa chống lại quân Hán giành được thắng lợi. Tuy nhiên, sau khi mà nhà Hán thua trận, thì vua Hán đã rất tức giận và sai Mã Viện đem quân qua xâm lược nước ta. Và lần này thì Hai Bà Trưng phải đối diện với một kẻ thù rất nguy hiểm và tàn ác. Sau một thời gian kháng chiến thì cuộc kháng chiến của chúng ta bị thất bại. Hai Bà Trưng phải nhảy xuống dòng sông Hát để tự vẫn. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc kháng chiến lớn, để làm một dấu son chói lọi trong phong trào chống lại quân giặc ngoại xâm của nhân dân ta, thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung thứ ba trong phần 1 La Mã này, đó là tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu vào năm 248. Các bạn chúng ta có thể thấy, đó là dân tộc ta với lòng yêu nước nồng nàn. Chính vì vậy, khi mà quân giặc xâm lược thì ngay cả người phụ nữ chúng ta cũng có thể cầm quân ra trận chiến đấu. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với tiểu sử của Bà Triệu. Lúc bấy giờ, giữa thế kỷ thứ 3, thì quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của Bà Triệu. Các bạn biết rằng, lúc bấy giờ Thái Thú Giao Chỉ là Tiết Tổng đã phải tâu lên với vua là nhân dân ở Giao Chỉ tất rộng người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn và rất khó cai trị, bởi vì chúng ta bị sự bóc lột áp bức nặng nề của bọn quan lại đô hộ, cho nên nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi. Và ở quận Cửu Chân lúc bấy giờ đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của Bà Triệu. Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh, là em gái của Triệu Quốc Đạt. Đây là một hào trưởng lớn ở huyện Quan Yên thuộc quận Cửu Chân, ngày nay chính là tỉnh Thanh Hóa đó. Bà là người có sức khỏe, có ý chí lớn và giàu mưu trí. Ngay từ nhỏ, bà đã nói với cha của mình là lớn lên bà sẽ xây dựng cơ đồ như là Hai Bà Trưng. Năm 19 tuổi thì bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa và mài gươm luyện võ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Lúc bấy giờ có người khuyên bà lấy chồng thì bà đã khẳng khái đáp là: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người." Vậy thì qua câu nói trên, em hiểu bà Triệu là một người như thế nào? Chúng ta có thể thấy bà Triệu là một người dũng cảm, khẳng khái, giàu lòng yêu nước và rất là mạnh mẽ, đúng không nào? Chúng ta có thể thấy một ý chí lớn trong suy nghĩ của bà Triệu. Chính vì vậy, cuộc khởi nghĩa của bà Triệu đã chính thức được bắt đầu. Chúng ta đến với lược đồ cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. Đây chính là căn cứ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, chính là Phú Điền, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Năm 248 thì cuộc khởi nghĩa được bùng nổ. Từ căn cứ Phú Điền, Bà Triệu đã lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của bọn quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân, rồi từ đó lan ra khắp Sao Châu. Lúc bấy giờ khi Triệu Quốc Đạt hy sinh thì bà Triệu trở thành người lãnh đạo nghĩa quân. Và đến nỗi cuộc khởi nghĩa đã ghi vào trong sử sách của nhà Ngô, bởi vì sử nhà Ngô đã chép rằng năm 248 toàn thể Giao Châu đều chấn động. Và khi ra trận, bà Triệu thường mặc áo sáp, cài trâm vàng, đi gút ngà, cưỡi voi, trông rất là oai phong và lẫm liệt. Chúng ta
sẽ thấy sau khi mà biết tin cuộc khởi nghĩa Bà Triệu được bùng nổ thì nhà Ngô đã vội cử viên tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu. Bây giờ Lục Dận đã huy động một lực lượng lớn. Thứ hai là hắn đánh nghĩa quân ta vừa theo kiểu mua chuộc, dùng tiền để mà mua chuộc những tù trưởng dân tộc, mua chuộc lực lượng nghĩa quân, khiến cho cái sự đoàn kết trong lực lượng nghĩa quân nó không còn nữa. Chính vì vậy cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị đàn áp. Và tương truyền rằng khi mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thì Bà Triệu đã tự vẫn trên núi Tùng, ngày nay chính là tỉnh Thanh Hóa, và ở đây hiện nay còn lăng mộ và đền thờ bà. Chúng ta sẽ đến với nội dung bài ghi của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. Chúng ta đến với phần A nhỏ diễn biến. Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền, Thanh Hóa. Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở quận Cửu Chân. Ý thứ hai, nhà Ngô cử 6.000 quân sang đàn áp. Cuộc khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng, Thanh Hóa. Các bạn chúng ta qua cho cô phần B, ý nghĩa lịch sử. Tiêu biểu cho ý chí đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Sau đây mời các bạn chúng ta cùng tham quan lăng Bà Triệu trên núi Tùng, Thanh Hóa. Tương truyền nơi đây cũng chính là nơi mà Bà Triệu đã tự tử để mà bảo toàn khí tiết trên núi Tùng, tỉnh Thanh Hóa. Và ở đây hiện nay vẫn còn lăng mộ và đền thờ bà. Và tại Thanh Hóa vẫn còn lưu truyền một câu ca dao như sau: Ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh còng, túi gấm cho lẫn túi hồng, têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân. Mặc dù cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bị thất bại, nhưng đây đã để lại một sự chấn động rất lớn trong sử sách của nhà Ngô và tạo điều kiện cho những cuộc khởi nghĩa sau này được bùng nổ. Và cuộc khởi nghĩa tiếp theo sẽ là cuộc khởi nghĩa của ai? Được diễn ra như thế nào thì cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần hai La Mã, cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542, nước Vạn Xuân thành lập. Trong phần nội dung thứ nhất, chúng ta đã được học ở trước Tết thì các bạn chúng ta đã được tìm hiểu về các chính sách cai trị của bọn quan lại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta. Thì các bạn chúng ta có nhớ đó là đầu thế kỷ thứ 6, nhà Lương đã đô hộ Giao Châu, và lúc bấy giờ chính quyền nhà Lương chia nước ta ra làm nhiều châu,
như là Giao Châu gồm đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Ái Châu, Thanh Hóa, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hoàng Châu ở Quảng Ninh. Bên cạnh đó thì nhà Lương còn có đưa ra một cái chủ trương hết sức là thiên vị cho những dòng họ tôn thất lớn của người Lương, đó chính là chỉ có những tôn thất lớn mới được giao những chức vụ quan trọng. Và những tôn thất này, hay còn gọi là tông thất, có nghĩa là người cùng họ với vua, thì những người nào mà cùng họ với vua ở nhà Lương đó các bạn, thì họ mới được giữ những cái chức vụ lớn. Thì có một câu chuyện kể là như sau. Đó là Tinh Thiều là người nước ta, vốn học giỏi văn hay, khi sang kinh đô nhà Lương á, xin làm quan. Thì cái tên quan thượng thư nhà Lương mới bảo là họ Tinh á, không phải là vọng tộc. Vọng tộc có nghĩa là dòng họ có danh tiếng và quyền thế. Và lúc bấy giờ á, do họ Tinh không phải là dòng họ lớn, danh tiếng, quyền thế, cho nên chỉ cho Tinh Thiều giữ chức gác cổng thành. Vì vậy Tinh Thiều bất bình, bỏ về quê. Thì các bạn chúng ta có thể thấy sự khinh thường của nhà Lương đối với nhân tài nước Việt chúng ta. Đó là người giỏi như Tinh Thiều, là văn hay, chữ tốt, mà chỉ cho được cái giữ chức gác cổng thành mà thôi. À, như vậy các bạn cũng có thấy một cái chủ trương hết sức là bất lợi cho người Việt của chúng ta. Và lúc bấy giờ tên thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế, như là người nào trồng cây dâu cao một thước là khoảng 40 cm đều phải nộp thuế. Các bạn biết cây dâu á, dùng để mà nuôi tầm á, thì những cây dâu đó tầm phải cao khoảng 40 cm thì mới bắt đầu cho ra những cái loại lá tốt nhất để mà cho tầm ăn. Thì những cái cây đó đều bắt buộc phải nộp thuế cả. Thậm chí bán vợ, đỡ con cũng phải nộp thuế. Có nghĩa là những người mà họ nghèo đến mức cùng quẫn rồi, họ phải bán cả vợ, bán luôn cả con cái của mình thì cũng phải nộp thuế. Và đến nỗi sử sách Trung Quốc lúc bấy giờ cũng phải thừa nhận rằng Tiêu Tư tàn bạo mất lòng dân. Các bạn thấy những cái chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu nước ta rất là hà khắc, đúng không nào? Chính vì vậy đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Lý Bế. Lý Nam Đế tên thật là Lý Bình, hay còn gọi là Lý Bôn, sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi, quê gốc ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tổ tiên Lý Bí là người Trung Quốc lánh nạn sang nước ta từ cuối thời Tây Hán. Ông là con độc nhất trong gia đình, bố là Lý Toản, mẹ là Lê Thị Oánh. Từ nhỏ Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, 7 tuổi thì mẹ qua đời, ông đến ở với chú ruột. Một hôm có một vị pháp tổ thiền sư đi qua, trông thấy Lý Bí khôi ngô, tuấn tú, liền đem Lý Bí về chùa nuôi dạy. Sau hơn 10 năm đèn sách chuyên cần, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu. Nhờ có tài văn võ kiêm toàn, Lý Bí được tôn làm thủ lĩnh địa phương. Có thời, Lý Bí được thứ sử Giao Châu nhà Lương là Tiêu Tư mời ra làm chức giám quân ở Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Chứng kiến cảnh cai trị tàn ác của quan lại phương Bắc với dân ta, ông vô cùng căm phẫn, đã từ quan về quê chiêu mộ nhân tài, binh mã, chống lại chính quyền đô hộ tù trưởng ở Chu Diên, Hải Hưng. Chúng ta đã đến với phần tiểu sử của khởi nghĩa Lý Bí. Sau đây các bạn sẽ đến với cho cô phần A nhỏ là nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là sự cai trị độc ác, tàn bạo của nhà Lương. Và nguyên nhân thứ hai là nhân dân căm ghét chế độ thống trị. Các bạn chúng ta sẽ cùng ghi bài. Mời các bạn đến với phần B nhỏ là diễn biến. Chúng ta sẽ đến với lược đồ cuộc khởi nghĩa Lý Bí vào năm 542. Các bạn chúng ta sẽ cùng quan sát ô chú thích của cô. Mũi tên
thể hiện cho Hào Kiệt hưởng ứng. Mũi tên màu vàng thể hiện quân ta tấn công. Mũi tên màu đen thể hiện quân lương tấn công. Và mũi tên màu đen tức khúc như thế này là quân lương rút chạy. Và những cái lá cờ thể hiện cho việc giành chính quyền. Mùa xuân năm 542, Lý Bí phát cờ khởi nghĩa. Và lúc bấy giờ thì Hào Kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng. Ở vùng Chu Diên có Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục. Ở Thanh Trì, Hà Nội thì có Phạm Tu. Ở Thái Bình thì có Tinh Thiều. Các bạn chúng ta sẽ thấy những lá cờ được trải từ vùng Thái Bình, Long Biên, Giao Châu, Ái Châu và Đức Châu. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Lúc bấy giờ, Tiêu Tư hoảng sợ, vội bỏ thành Long Biên, nay thuộc Bắc Ninh, để chạy về Trung Quốc. Lúc bấy giờ chúng ta đã làm chủ được thành Long Biên, một vị trí rất là quan trọng. Đến tháng 4 năm 542 thì nhà Lương đã huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp. Nghĩa quân đã chủ động kéo quân lên phía Bắc và đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu, tỉnh Quảng Ninh. Chưa chịu nhận thất bại, đến đầu năm 543 thì nhà Lương lại tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ hai. Và lần này thì quân ta đã được sự phối hợp rất là nhịp nhàng với nhân dân Hợp Phố, đón đánh địch ở Hợp Phố. Và lúc bấy giờ thì quân Lương 10 phần chết đến 7-8 phần, tướng địch bị giết gần hết. Như vậy chúng ta cũng đã giải phóng được khu vực Hợp Phố. Như vậy các bạn có thể thấy, qua hai lần đàn áp của quân Lương thì Lý Bí cùng với lại nghĩa quân của mình đã giữ vững được những cái vùng đất mà chúng ta giành được độc lập. Thứ hai, chúng ta còn giải phóng thêm được những khu vực khác như là ở Hoàng Châu và Hợp Phố. Các bạn chúng ta sẽ đến với phần nội dung ghi bài. Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, Hào Kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng. Đầu hàng thứ hai, trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Tiêu Tư hoảng sợ, vội bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc. Thứ ba, tháng 4 năm 542, nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp. Nghĩa quân chủ động đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu, Quảng Ninh.
Nội dung thứ tư, đầu năm 543, nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ hai. Quân ta chủ động đón đánh địch ở hợp phố, quân Lương thua trận. Về kết quả, cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi. Chúng ta qua phần 2, nước Vạn Xuân thành lập. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, Lý Nam Đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Ý thứ hai, thành lập triều đình với hai ban văn võ, Triệu Túc giúp vua cai quản mọi việc, Tinh Thiều đứng đầu ban văn, Phạm Tu đứng đầu ban võ. Đây chính là hình ảnh Lý Bí. Khi lên ngôi, ông lấy hiệu là Lý Nam Đế. Chúng ta đến với hình ảnh đền thờ Lý Nam Đế ở tỉnh Phú Thọ. Hướng dẫn về nhà, chúng ta sẽ cho cô hai nội dung. Thứ nhất, các bạn chúng ta học bài. Thứ hai, các bạn trả lời câu hỏi ý nghĩa tên nước Vạn Xuân và việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa như thế nào. Các bạn có thể trả lời câu hỏi vào số Zalo của cô như sau, đó là 0936365661, hoặc các bạn có thể trả lời vào trong tập. Tuần sau khi chúng ta đi học lại, cô sẽ tiến hành kiểm tra việc các bạn chép bài qua 3 tuần như thế nào, và cô sẽ kiểm tra việc các bạn đã trả lời câu hỏi của cô ra sao. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Chào các em.